chương 27. Và bây giờ, dĩ nhiên, đã 6 năm trời trôi qua. Tôi chưa kể cho ai nghe câu chuyện này. Bạn bè khi gặp lại đã rất vui mừng thấy tôi trở về nguyên vẹn. Tôi buồn lắm nhưng bảo với họ, mệt quá. Bây giờ tôi đã phần nào nguôi ngoai. Có nghĩa là không hoàn toàn thế. Nhưng tôi biết chắc rằng cậu đã trở về hành tinh của mình, bởi vì bình minh hôm sau tôi đã không còn thấy thân thể của cậu một thân thể chẳng nặng nề gì mấy. Và ban đêm tôi thích lắng nghe sao, giống như là 500 triệu cái lục lạc. Nhưng còn có một điều bất thường xảy ra. Cái rọ mõm tôi vẽ cho hoàng tử bé, tôi đã quên cho nó một cái vòng da. Cậu sẽ không thể nào buộc nó vào mõm con cừu được. Nên tôi tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra trên hành tinh của cậu? Có thể là con cừu đã ăn mất bông hoa. Lúc này thì tôi tự nhủ, chắc chắn không hoàng tử bé đêm nào cũng đặt bông hoa trong lòng kính và cậu trông chừng con cừu rất kỹ, thế là tôi cảm thấy hạnh phúc. Và các ngôi sao đều cười hiền lành. Lúc khác thì tôi nghĩ bụng, người ta cũng có lúc này lúc khác lơ đảng và chỉ một lần là xong. Hôm nào đó, cậu quên mất cái lòng kính hay con cừu thoát ra ngoài không một tiếng động giữa đêm khuya, vậy là những chiếc lục lạc lại biến hết cả thành nước mắt. Đó chính là một nỗi bí hiểm không cùng. Với các bạn, những người cũng yêu mến hoàng tử bé lẫn với tôi sự thể trong khắp vũ trụ này chẳng hề giống nhau giữa việc ở một chốn nào đó không ai hay một con cừu nào đó ta không biết đã có ăn mất một bông hoa hồng hay không hãy ngước nhìn bầu trời hãy tự hỏi con cừu đã có ăn mất bông hoa hay không rồi bạn sẽ thấy tất cả đều thay đổi vậy mà chẳng một người lớn nào có thể hiểu được điều đó quan trọng như thế nào đối với tôi đây là quan cảnh đẹp nhất và buồn nhất thế gian đó chính là quan cảnh đã thấy trong trang trước nhưng tôi vẽ nó lại một lần nữa để các bạn nhớ rõ chính nơi đây hoàng tử bé đã xuất hiện trên trái đất rồi sau đó đã biến mất hãy nhìn kỹ quan cảnh này để chắc chắn có thể nhận ra nếu một ngày nào đó bạn đi du lịch châu phi trên sa mạc và nếu như bạn có thể ghé ngang qua đó tôi xin bạn đừng vội vã hãy ráng đợi một chút ngay phía dưới ngôi sao nếu khi ấy có một cậu bé đi về phía bạn nếu cậu cười nếu cậu có mái tóc vàng ống nếu cậu không trả lời khi người ta hỏi cậu bạn sẽ đoán ra ngay đó là ai khi ấy xin hãy giúp tôi đừng để tôi buồn đến vậy hãy nhanh tay viết thư cho tôi biết là cậu đã trở lại hết